cả nhà. Xin lỗi, Linh tháo mắt kiến ra cho nó lịch sự một tí. Chào cả nhà đã trở lại kênh của Linh. Linh đang đứng ở một cái làng Marula, đúng không ta? Dạ, để một hồi Linh coi lại coi đúng không nha. Thì Linh ở cái làng này, một trong năm cái làng ở bên cái cảng biển La Spezia của Ý. Cái làng này thật sự là mình nhìn vào cái Google, mấy cái trang Google hoặc là mấy cái trang hướng dẫn đi du lịch thì cái làng này đẹp lắm. Một trong năm làng nha cả nhà. Mình muốn đi hết mấy cái chỗ này thì mình phải tốn nhiều thời gian hơn. Bây giờ thì Linh mời cả nhà đi theo Linh, đi xuống dốc để đến thăm cái làng này nhé. Đây là cái bãi giữ xe, có thể mình đậu xe qua đêm. Và hình như theo Linh thấy là cái chỗ này là bãi đậu xe duy nhất ở cái khu vực này. Vì cái đường xuống của nó rất là nhỏ, nhưng mà mọi người thấy phía trên á, cái hành lang phía trên này nè, và phía bên kia cũng là cái chỗ đậu xe luôn. Nhưng mà đậu xe bên đó là không có người giữ, mình không có ai chịu trách nhiệm cho mình cả. Và họ cứ đậu dọc cái hành lang này, được phép đậu nhưng mà không có bảo đảm an ninh, tự chịu trách nhiệm. Người nào cũng mệt le lưỡi, nhưng mà cảnh thì quá đẹp cho nên không thể mà bỏ. Ở đây có 5 cái làng trong cái khu vực này, và mình phải đi ít nhất là 3 đến 4 ngày thì mình mới đi hết 5 cái làng này nha cả nhà. Linh không biết cái con đường này dẫn tới đâu, nhưng mà mình cứ đi xuống, tại vì Linh thấy người ta đi xuống thì mình đi xuống, nếu mà mình đi sai thì mình đi lên thôi. Cũng ra một cái đường lớn khác. Linh nghe tiếng nước róc rách chảy, chắc là có thác, có suối gì ở gần đây. Đi xuống đỡ nha, có gió mát, đi lên mới là thở hì hục. I don't know whether we go up or go down. Ít đăng, ít đen đất với mút bằng na bằng nét đần khăn. Ồ. Mà em muốn cho alles filmen.
Hôm qua mà mình biết đi tới chỗ này mình tắm ở đây thích không? Mình có đồ tắm ở trên xe nữa kìa. Bây giờ mình đi lên mới đáng sợ cả nhà. Đi xuống thì không có mệt lắm. Chỗ này bán cá chiên, bơ tát rồi. Con nói là đi đến tới Milan con có bò tê mà. Ờ đúng rồi. Ok. Dạ được thôi. Mà ba tát mình ở Hà Lan mình ăn cũng được đúng không? Con toàn là ăn đồ không tốt với sức khỏe không à. Bây giờ đi lên đó cả nhà. Đi lên cái kiểu này là thở hì hạt hì hục luôn. Đi xuống thì khỏe lắm. Thank you.
Linh cảm thấy là đáng công bỏ ra để đi lên đi xuống ở chỗ này, tại vì quá đẹp. Nếu mà không đi thì rất tiếc. Và Linh nói rồi đó, đây là cái chỗ mà có rất là nhiều đảo. Nếu mà mình muốn đi hết mấy cái chỗ này, mình thuê tàu mình đi thì sẽ thích hơn. Nhưng mà đây thì chỉ là cái điểm dừng chân để trước khi tới chỗ khác của tôi Linh thôi. Trời, hồi nãy thấy chỗ bán cá chiên á, thật sự con Linh đòi ăn mà Linh cũng muốn ăn nữa. Nhưng mà hồi trưa đã ăn một đống rồi, bây giờ ăn thêm nữa rồi, hồi nãy vừa ăn kem nữa thì thôi chắc lăn thôi chứ không làm gì hết. Ráng phải khóa cái miệng của mình lại. Mọi người thấy cái con dốc của nó thơ thải không? Đây là mấy mặt hàng đặc biệt ở chỗ này. Linh cảm ơn cả nhà đã theo Linh trèo đèo lội suối chứ leo núi và xuống vịnh biển. Cả nhà cảm thấy hài lòng khi xem cái clip của Linh không? Linh thật sự là thấy mấy cái chỗ này quá đẹp đi. Mình không có tiếc công của mình đi xuống đây, dù là mồ hôi nó nhễ nhãi hết là phải bổ sung nước thường xuyên luôn. Nhưng mà cảm thấy là công sức mình bỏ ra thật là xứng đáng cả nhà. Linh kết thúc video của mình tại đây. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh và hẹn gặp lại mọi người lần sau nhé. Nhớ tiếp tục nhấn like, share và nếu chưa subscribe thì hãy subscribe giùm Linh để Linh có thêm nhiều động lực làm clip giới thiệu về cảnh châu Âu cho mọi người. Bye bye, chúc một ngày thật vui.